được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, trong lịch trình chủng ngừa vaccine COVID-19 hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 5, đánh dấu một giai đoạn mới, tức là thành phần từ 50 đến 69 tuổi có thể bắt đầu được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca tại các văn phòng bác sĩ gia đình. Nhắc lại là thành phần 1B, tức là từ 70 tuổi trở lên, đã bắt đầu chủng ngừa với vaccine AstraZeneca từ giữa tháng 4. Trong khi đó, thì tình hình dịch bệnh tại Úc vẫn tiếp tục tốt đẹp và không có ca nhiễm cộng đồng. Bởi vậy, những hạn chế tại New South Wales đã được chấm dứt kể từ 0 giờ sáng hôm nay thứ Hai. Và cũng do tình trạng tương đối ổn định này mà vấn đề mở cửa biên giới quốc gia lại tiếp tục được tranh luận. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Giai đoạn mới trong lịch trình chủng ngừa COVID-19 tại Úc. Kể từ ngày hôm nay 17 tháng 5, việc chủng ngừa vaccine AstraZeneca đã được mở rộng cho các thành phần cư dân Úc từ 50 đến 69 tuổi. Trên nguyên tắc thì đây là một phần của giai đoạn 2A, nhưng giai đoạn 2A này nay đã được sát nhập vào giai đoạn 1B. Điều này có nghĩa là những ai từ 50 tuổi trở lên đều có thể lấy hẹn chủng ngừa COVID-19 với vaccine AstraZeneca tại các văn phòng các bác sĩ gia đình. Nhắc lại là từ hai tuần lễ trước đây, thì thành phần từ 50 đến 69 tuổi cũng có thể được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca tại các cơ sở của chính phủ. Về cơ sở chủng ngừa, trước đây Bộ trưởng Y tế Craig Hunt đã loan báo là có khoảng 4.000 bác sĩ gia đình trên toàn quốc Úc Châu đã ghi tên tham gia vào chương trình chủng ngừa COVID-19. Nhưng nay Bộ Y tế Liên bang loan báo là hầu hết các bác sĩ gia đình, kể cả khoảng 1.500 văn phòng bác sĩ gia đình tại các khu vực nông thôn bên ngoài các thành phố thủ phủ, đều đã tham gia vào kế hoạch chủng ngừa COVID-19. Điều quan trọng là tất cả văn phòng bác sĩ gia đình có thể sẽ nhận được số lượng vaccine nhiều hơn để chủng ngừa cho thành phần từ 50 tuổi trở lên. Tại một vài nơi, bác sĩ gia đình có thể nhận được khoảng 150 liều vaccine mỗi tuần thay vì chỉ có 50 liều như trước đây. Chính phủ hy vọng là với giai đoạn chủng ngừa mới này, thì tiến độ chủng ngừa COVID-19 tại Úc sẽ được cải thiện để bù lại cho khoảng thời gian chậm trễ lúc ban đầu, với hy vọng là toàn thể cư dân Úc trên 16 tuổi đều sẽ được chủng ngừa vào trước cuối năm nay 2021. Đại dịch COVID-19, nhiều biện pháp kiểm soát tại New South Wales đã được chấm dứt. Tiểu bang New South Wales đã không có ca nhiễm cộng đồng trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, vì lý do bệnh nhân zero vẫn chưa được khám phá, nên chính phủ, Thủ hiến Gladys Berejiklian vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp giới hạn trong sinh hoạt hàng ngày cho đến nửa đêm hôm qua Chủ nhật, rạng sáng hôm nay thứ Hai. Điều này có nghĩa là vào lúc 0 giờ sáng hôm nay, hầu hết các giới hạn đã được tháo gỡ, kể cả việc mang khẩu trang cũng không còn bị bắt buộc khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Những giới hạn trong việc thăm viếng bệnh viện, viện dưỡng lão hoặc việc ăn uống tại các quán bar cũng như việc ca hát khiêu vũ nay đã không còn bị giới hạn nào nữa. Tuy việc mang khẩu trang không còn bị bắt buộc khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, nhưng chính phủ New South Wales vẫn khuyến khích cư dân tiếp tục mang khẩu trang trong những môi trường mà cách ly xã hội không thể thực hiện được. Trong khi đó, thì trên toàn quốc Úc Châu, việc mang khẩu trang tại phi trường và trên phi cơ vẫn còn bị bắt buộc vì đây là chính sách của liên bang. Về lịch trình chủng ngừa, thì vào cuối tuần trên toàn quốc Úc Châu đã có trên 3 triệu người được chủng ngừa. Trong khi tại Nam Úc, Thủ hiến Stephen Marshall sáng nay cũng vừa loan báo mở 4 trung tâm chủng ngừa tập thể. Còn tại Tây Úc, ngày hôm qua, Thủ hiến Mark McGowan đã loan báo thay đổi quá trình thử nghiệm COVID-19 tại các khách sạn cách ly. Theo đó, thì tất cả những công dân Úc hồi hương từ nước ngoài đều sẽ được thử nghiệm 3 lần thay vì 2 lần như trước đây. Lần thứ nhất là ngay ngày đầu tiên, lần thứ nhì là vào ngày thứ 5 và lần thứ 3 là vào ngày thứ 13 trong thời gian 14 ngày sống cách ly tại các khách sạn. Việc cải tổ này được thực hiện sau khi bùng phát ổ dịch tại khách sạn cách ly McClure và sau khi kết thúc cuộc điều tra
thì đã có thêm 3 khách sạn khác đã không còn giữ nhiệm vụ kiểm dịch và cách ly vì không đạt đủ tiêu chuẩn. Công dân Úc hồi hương từ Ấn Độ, nghi vấn về mức độ chính xác của thử nghiệm. Chuyến bay đầu tiên sau khi chính phủ Úc đồng ý tái tục việc di tản công dân Úc từ Ấn Độ đã đáp xuống phi trường quốc tế Darwin đúng ngày 15 tháng 5, như cam kết của Thủ tướng Scott Morrison. Chuyến bay đầu tiên này có hai sự kiện đáng chú ý. Thứ nhất là Qantas chỉ di tản được hơn phân nửa nhân số dự trù là 150 người. Lý do là vì đã có một số người đã bị thử nghiệm dương tính ngay trước khi lên phi cơ, nên những người này cùng với thân nhân của họ đều phải ở lại, tổng cộng là 70 người. Sau đó, 3 trong số những người bị thử nghiệm dương tính này đã đi thử nghiệm trở lại và họ nói họ có kết quả âm tính. Qantas hứa là sẽ điều tra để biết xem tại sao lại có sự khác biệt, và chính phủ liên bang cũng ủng hộ lập trường này của Qantas. Trong khi đó, thì một vài chuyên gia đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Úc nên di tản tất cả mọi công dân Úc đang còn kẹt ở Ấn Độ, kể cả những người đang bị dương tính. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ mà làm thì khó, bởi lý do là việc lây lan có thể xảy ra trên phi cơ và nhân số người bị dương tính tại trung tâm kiểm dịch cách ly Howard Spring có thể sẽ bị quá tải. Đây là một vấn đề tình cảm tạo ra rất nhiều khó khăn cho chính phủ. Vì tuy chính phủ có nhiệm vụ phải di tản công dân về nước, nhưng đồng thời chính phủ cũng có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho toàn thể 25 triệu cư dân Úc. Và do đó chương trình hồi hương này cần phải thực hiện trong phạm vi mà các cơ sở kiểm dịch cách ly có đủ khả năng tiếp nhận. Chuyến bay thứ nhì đưa công dân Úc rời khỏi Ấn Độ, dự trù sẽ đến Darwin trong tuần tới. Và hiện nay người ta chưa biết là sẽ có bao nhiêu người có mặt trên chuyến phi cơ này, và những khó khăn của chuyến bay đầu tiên có thể tránh được hay không. Đại dịch COVID-19, bao giờ thì nước Úc có thể mở cửa biên giới quốc gia? Ngân sách 2021-2022, chính phủ đã giả thuyết là việc này sẽ xảy ra vào giữa năm 2022, tức là khoảng một năm nữa. Và vì vậy mà một lần nữa, thời gian này đã gây nhiều tranh luận khi mà có nhiều ý kiến đã được nêu lên. Một cách chính thức thì Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg đã đưa ra thời gian mở cửa biên giới quốc gia là vào giữa năm 2022. Trong khi đó thì Thủ tướng Morrison lại đưa ra một đề nghị khác là việc mở cửa biên giới quốc gia không những tùy thuộc vào nhân số người Úc được chủng ngừa, mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác bên ngoài Úc Châu, mà chính phủ cần phải cứu xét để bảo vệ an toàn cho 25 triệu cư dân Úc. Trong khi Đảng Lao động cũng như một vài dân biểu và nghị sĩ thuộc liên đảng chính phủ thì lại tin rằng chính phủ cần phải loan báo một lịch trình cụ thể để có cơ sở thương mại có thể lên kế hoạch sinh hoạt trở lại, đặc biệt là trong ngành du lịch. Và tuy rằng áp lực đang gia tăng trong vấn đề mở cửa biên giới, nhưng chính phủ Morrison vẫn duy trì lập trường là biên giới chỉ có thể được mở cửa khi nào việc mở cửa này được coi là an toàn. Trong khi đó thì đã có một diễn tiến khác đã xảy ra hồi cuối tuần và đã tạo ra sự chú ý của công luận rất nhiều. Đó là việc cựu phó y sĩ trưởng bác sĩ Nick Coatsworth, một chuyên gia trong vấn đề truyền nhiễm, đã đăng tải một bài viết trên tờ Sydney Morning Herald. Trong bài viết này, bác sĩ Coatsworth đã chỉ trích những người tự nhận là chuyên gia nhưng lại có phát biểu sai lạc về sự hữu hiệu và an toàn của vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, điều mà công luận chú ý là lập luận của bác sĩ Coatsworth khi ông nói rằng trong thực tế, việc tiêu diệt virus COVID-19 chỉ là một giấc mơ mà không một quốc gia nào đạt được, kể cả tại Úc. Và do đó nước Úc cũng như cư dân Úc cần phải chuẩn bị là trường hợp nhiễm bệnh có thể xảy ra tại Úc trong tương lai. Và điều quan trọng là nước Úc cần phải có khả năng dập tắt các đợt bùng phát như nước Úc đã từng làm được từ trước đến nay. Ngoài ra, bác sĩ Coatsworth cũng nói rằng nước Úc không thể đóng cửa biên giới vĩnh viễn và vào một lúc nào đó thì biên giới quốc gia cần phải được mở cửa. Bởi vậy, khi nói đến nhu cầu mở cửa biên giới quốc gia thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 có thể sẽ lại xảy ra. Tại Melbourne, y sĩ trưởng Brett Sutton tuy không công khai bình luận gì về vấn đề mở cửa biên giới quốc gia, nhưng cũng có nguồn tin tiết lộ là ông đã từng phát biểu ý kiến tương tự như ý kiến của bác sĩ Coatsworth, tức là nước Úc không thể tiếp tục đóng cửa và coi việc đóng cửa này như là một thành trì. Vì một lúc nào đó thì biên giới sẽ được mở cửa trở lại. Đại dịch COVID-19, thành công trước không tránh được khó khăn sau, trường hợp Đài Loan và Singapore. Theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, thì tình trạng lây lan dịch bệnh tại Đài Loan và Singapore hiện đang lên đến mức nguy hiểm.
đến mức độ mà các biện pháp giới hạn đã được ban hành khẩn cấp. Tại Đài Loan, công chúng được khuyến khích tiếp tục ở trong nhà. Các cuộc hội họp gia đình này bị giới hạn tối đa là 5 người. Trong khi đó thì việc tụ họp bên ngoài cũng chỉ cho phép 10 người mà thôi. Quyết định này được đưa sau khi Đài Loan đã có 180 ca nhiễm cộng đồng trong ngày thứ Bảy. Và vào ngày hôm qua Chủ nhật thì Đài Loan đã có thêm 206 ca nhiễm cộng đồng. Và đây là nhân số dương tính trong một ngày cao nhất tại Đài Loan kể từ đầu mùa dịch cho đến nay. Trong khi đó thì tại Singapore, việc ăn uống tại nhà hàng đều đã bị cấm và công nhân viên chức cũng đã được khuyến khích làm việc tại nhà. Chính quyền Singapore hiện đang áp dụng những biện pháp kiểm soát tương tự như một năm trước đây, kể cả việc học sinh trở lại chương trình học online. Đây là những biện pháp kiểm soát chặt chẽ vì dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại hai nước mà trước đây trong giai đoạn đầu được coi là mẫu mực trong việc phòng chống đại dịch COVID-19. Tại Ấn Độ, mặc dù ca nhiễm dương tính mỗi ngày đã giảm sụt phần nào so với tuần lễ trước, tức là chỉ có hơn 310.000 người ngày hôm qua, nhưng số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 trong ngày 16 tháng 5 của Ấn Độ vẫn tiếp tục cao hơn 4.000. Đây là ngày thứ tư trong tuần, nước này ghi nhận số ca tử vong trên mốc này. Tuy nhiên, giới chức y tế Ấn Độ cảnh báo, đây không phải là dấu hiệu cho thấy nước này đang chống dịch hiệu quả. Thay vào đó, các đơn vị chăm sóc đặc biệt cần được tăng cường, đi kèm với các nguồn lực vật tư y tế khác. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, dù là quốc gia sản xuất vaccine nhiều nhất thế giới, Ấn Độ mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho 2,9% dân số, tương đương hơn 40,4 triệu người. Còn tại Việt Nam, vào chiều tối hôm qua, Việt Nam đã có thêm 54 ca nhiễm cộng đồng mới. Như vậy là từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận hơn 800 ca mắc COVID-19 mới, lan rộng 26 tỉnh thành. Trong đó các điểm nóng của dịch như Hà Nội 198 ca, Bắc Ninh 177 ca, Bắc Giang 122 ca và Đà Nẵng 115 ca. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.